Đó. Bây giờ đoàn bắt đầu về tới tới qua đèo cả đó nha. Nay đi là đúng một tuần rồi này, phải tới đèo cả rồi các bạn nha. Để tôi kêu tổng rồi. À, bắt đầu vào trạm thu phí đèo cả. Bắt đầu vào hầm. Thôi đi đây. Đây. Chuẩn bị vào đèo đấy. Tốc độ là tối đa là 60. À sẽ 80 quên. Quay vậy thì làm gì? Hả? Quay ở trong phòng xem người ta ăn nghỉ như nào. À đấy hả? Đây có một cái hệ này đang bồng bềnh. Trong xe hiện đang bồng bềnh luôn này, bồng bềnh vì đói. Ăn mà mực không? Không. Ở đây nó mực tươi nhất. Mực mấy cá. Mực trước ăn là kinh bỏ mày ăn đi. Đẹp nhất luôn, thấy không? Núi đá này, đây nó có cây giống cái cọ anh ấy, đá không đá, chó đá tan xoài, chuẩn bị vào hầm rồi. Trung tâm điều hành khu cứu hộ cứu nạn. Đờ mi này mình vào là được mà, đúng không? Nó đang hoàn chỉnh. Bắt đầu này, vào này. Hầm đường bộ đèo cả. Bắt đầu vào hầm này. Chinh phục hầm đèo cả. Ai vậy? À, nghe lâu ngày quá chứ. Hầm này có pháp xây nhé. Sáng mới đi ngang qua Huế xong. Ủa sáng mới đi ngang qua Huế. Không nghỉ rồi. À giờ đi chơi thôi. Giờ đi chơi à chứ không làm nữa. Ừ. Đang đi du lịch ở ngoài Bắc đi vào chứ. Ừ, giờ đang về đến đèo cả này. Ừ. Mới ra ngoài mấy ngày. Ừ, thế bữa nay còn làm không? À, thế lấy được mấy cái rồi.
Ông này người Pháp làm là 7 năm nha các bạn nha. À, à. Tổng chiều dài là 8 km. À vậy hả? 2 làn xe. Bây giờ mua lại thì rẻ. Đấy, giờ mua cái loại đấy thì đấy. Đồng Nai không phải vào Bình Định ấy, mua còn rẻ nữa. Ừ. Đến ngày 27 bán con ấy có 550 nhiều. Nó cấm còi mà sao lại còi kìa. Xe kia đang vi phạm tốc độ nha. Phải buôn ra cái khác. Xe kia tốc độ là chạy khoảng cỡ 90 km/h. À, xe này đang chạy tốc độ này là đang là 75 gần 80 rồi, 70 rồi. Cái xe kia chắc phải chạy khoảng cỡ 95 km. Mà hầm này chỉ cho phép tối đa là 70 km. Rồi, ok, có dịp chắc mấy bữa nó ra đấy. Rồi, ok, ok. Rồi, cảm ơn nhé. Mới sáng này mình nghĩ để ý nó giờ nó điện cho mình. Ngày xưa đi xưa Trung Quốc hồn như chặn mà nhớ nhau. Đi Trung Quốc cái tí nó không về Tết. Chuẩn bị hết hộp nha các bạn nha. Xe kia vừa chạy quá tốc độ không biết nó bắt không. Nó phải chạy 90 km. Vậy giống như kiểu nó bị cướp thế nào. Nó hộp bắt. Nó có camera hết đi. Công nghệ của Pháp cơ mà. Đi hết gần 7 phút mới ra hết đèo nha các bạn nhé.